Hà Tĩnh nữ sinh lớp 11 cùng nhóm bạn khác nhau đăng tin thất thiệt, với nội dung ba công dân nghi xuân từ Hàn Quốc trở về dương tính với corona. Ngày 29 tháng 2, Công an huyện Nghi Xuân cho biết, nữ sinh ở thị trấn Tiên Điền sẽ bị phạt hành chính theo điểm A, khoảng 3, điều 64 Nghị định 174/2013 với lỗi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật. Khoảng 23 giờ ngày 27 tháng 2, cô gái 16 tuổi viết lên Facebook cá nhân với nội dung, đã có 3 công dân Nghi Xuân từ Hàn Quốc trở về dương tính với corona. Trước tình hình nghiêm trọng, bà con người dân nơi đây đang hết sức hoang mang, tìm mọi biện pháp để phòng tránh. Trong khi thực tế, Hà Tĩnh chưa có trường hợp nhiễm COVID-19, nữ sinh cầm bút bên phải làm việc với cảnh sát dưới sự giám hộ của mẹ. Ảnh, Đức Động làm việc với cảnh sát, nữ sinh thừa nhận hành vi trên là sai trái, nông nổi. Em giải thích tối hôm qua khi chat với nhóm bạn đã thách đố nhau đưa thông tin về việc người ở huyện Nghi Xuân dương tính với NCOV để đăng cho vui. Công an huyện Nghi Xuân cũng triệu tập Trương Thị Thắm 35 tuổi, trú xã Cổ Đạm lấy lời khai, lập hồ sơ xử phạt vì đăng tin. Mọi người ơi, ở Xuân Sông có chị đi Hàn Quốc về bị corona rồi. Chị về trước khi bị bệnh phát tán, tưởng không bị, ai ngờ lại bị. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2, Thắm thừa nhận nghe tin đồn thổi trên từ một người bạn và đã đăng tin cho mọi người đề phòng, chứ không có mục đích gì khác. Thắm đã gỡ nội dung này khỏi trang cá nhân. Trước đó, ngày 22 tháng 2, Công an Hà Tĩnh 10 triệu đồng với Nguyễn Huy Long, 29 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh, vì đăng tin sai với nội dung corona đã về đến Hà Tĩnh rồi. Toan rồi, tận thế. Let's block us. Oi.